Thưa quý vị, những lời cuối trong chương mục văn hóa xã hội hôm nay sẽ là những lời tâm tình cùng tuổi trẻ của tác giả Trần Trung Đạo. Cách đây khá lâu, tôi được ban tổ chức Đại hội Sinh viên Bắc Mỹ mời đến nói chuyện với các bạn trẻ đại diện của khoảng 50 tổ chức thanh niên sinh viên Hoa Kỳ và Canada về tham dự đại hội lần thứ nhất được tổ chức tại Đại học Emerson của thành phố Boston. Nếu chúng ta xuống khu người Ý để hỏi một thanh niên Mỹ gốc Ý anh là ai? Chắc chắn anh sẽ trả lời rất gọn gàng, tôi là người Mỹ. Tương tự, nếu chúng ta đi qua khu người Đức để hỏi một phụ nữ Mỹ gốc Đức, chị là ai? Thì chị ta cũng sẽ trả lời tôi là người Mỹ. Nhưng một cô bé Việt Nam ở Atlanta đã trả lời với chúng tôi em là người Việt Nam và em nói một cách chân thành qua nhiều lần tiếp xúc với các bạn trẻ, tôi hiểu được rằng trong các thế hệ Việt Nam tị nạn, thế hệ của chúng tôi có nhiều may mắn nhất. Trong thời kỳ chiến tranh đẫm máu, chúng tôi còn ngồi trong trường trung học hay 1-2 năm đầu của đại học. Trong thời kỳ đói khổ sau năm 75, chúng tôi đã vào tuổi 20 và có khả năng bươn chải qua ngày. Khi đặt chân sang nước ngoài, chúng tôi là thế hệ sở hữu những kinh nghiệm sống cần thiết để đương đầu với những khó khăn trong đời sống mới và có số vốn liếng Việt ngữ, tuy khiêm tốn nhưng cũng tạm đủ để tiếp tục học hỏi và duy trì văn hóa việt còn các em thì không điều đó cho thấy tình yêu nước việt là một thôi thúc kỳ diệu không đơn giản được xác định bằng tấm giấy khai sinh bằng quốc tịch nhưng bằng máu huyết luân lưu suốt mấy nghìn năm bằng đời sống và giáo dục gia đình bằng truyền thống và tập tục văn hóa đã không ngừng được duy trì và phát triển tại hải ngoại đặc tính kế thừa và gắn bó với quê cha đất tổ đó rất khó tìm thấy trong cộng đồng của một sắc dân nào khác. Một bằng chứng rất hùng hồn và dễ thương mà tôi chứng kiến cũng trong ngày đại hội là cách trả lời của một thí sinh trong giải hoa hậu nhân ái, một tiết mục giải trí bên cạnh chương trình đại hội. Chúng tôi đặt câu hỏi tại chỗ và hoàn toàn bất ngờ cho các thí sinh. Câu hỏi thế này nếu em chỉ có 24 giờ để sống trên đời, em sẽ làm gì trong 24 giờ đó? Và đây là nguyên văn câu trả lời của thí sinh chúng giải. Nếu em chỉ có 24 giờ để sống, em sẽ dành 24 giờ đó cho ba mẹ em. Em sẽ thưa với ba mẹ em rằng em cảm ơn ba mẹ đã sinh em ra, đã trải qua nhiều cực khổ từ những ngày mới đặt chân đến Mỹ để nuôi em nên người như ngày hôm nay. Em có một đứa em nếu còn thời gian, em sẽ dành cho nó, dặn dò nó chăm lo học hành, có hiếu với ba mẹ và thay em chăm sóc ba mẹ trong tuổi già. Cô bé đứng trên khán đài cao, nhìn xuống ba mẹ em ở dưới, vừa trả lời vừa rưng rưng nước mắt, tưởng chừng 24 giờ tới đây em sẽ ra đi thật. Câu nói tôi là người Việt Nam, thoạt nghe qua rất đơn giản, ai cũng có thể nói được. Người Việt Nam nào, dù trong nước hay đang sống ở nước ngoài, cũng có thể nói như thế nếu chúng ta hỏi một em du học sinh từ trong nước vừa ra đến hải ngoại em sẽ trả lời một cách hãnh diện tôi là người việt nam và tương tự nếu chúng ta hỏi một sinh viên việt nam lớn lên ở mỹ canada đức pháp úc hay ở xứ nào khác em cũng sẽ vui sướng trả lời em là người việt nam tuy nhiên nếu chúng ta hỏi tiếp việt nam của em là việt nam nào thái độ phản ứng và cách trả lời của mỗi em sẽ khác em sinh viên ở hải ngoại sẽ ngập ngừng vì trước hết em không thể tin được trên thế giới này còn có thể có hơn một nước việt nam nước việt nam duy nhất mà em biết là một dân tộc tuy có lịch sử anh hùng bất khuất có tinh thần tự chủ cao độ truyền thống giáo dục gia đình tốt đẹp nhưng hiện nay đã trở thành lạc hậu việt nam mà em biết là quốc gia có lợi tức đầu người thấp xa so với nhiều quốc gia kém phát triển khác ở châu phi và với một nền kinh tế sống nhờ vào khu vực nông nghiệp và dịch vụ Việt Nam mà em biết là quốc gia có những người lãnh đạo đất nước già nua, độc tài, cực đoan, bảo thủ, ngồi trên ghế quyền lực tròn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn muốn duy trì quyền chuyên chế ngay cả trong lúc đang nằm trên giường bệnh chờ chết. Việt Nam mà các em biết là một trong năm nước trên thế giới vẫn tiếp tục bám vào chủ nghĩa cộng sản, một ý thức hệ một thời bành trướng nhờ vào chiến tranh, đấu tố, ám sát, hiện nay đã lùi xa vào quá khứ con người việt nam mà các em biết là quốc gia có hàng trăm ngàn phụ nữ chỉ vì chén cơm manh áo mà phải bán thân lưu lạc xứ người bị đánh đập xô đuổi ném ra đường phố như những nô lệ tình dục thời trung cổ việt nam mà các em biết là quốc gia hai phần ba trong tuổi thanh niên nhưng đa số không có sức sống không có hoài bão cho tương lai của đời mình và cho đất nước mình sống trong chờ đợi một bình minh chưa đến và có thể sẽ không bao giờ đến trong đời họ. Tóm lại, Việt Nam mà thế hệ trẻ ở hải ngoại biết là một dân tộc đáng yêu nhưng cũng là một quốc gia đang cần một cuộc thay đổi toàn diện để hy vọng có thể hội nhập vào dòng tiến hóa của loài người. Trái lại với một Việt Nam bi thảm đó, đối với đa số các em du học sinh từ trong nước mới sang hay đang ngồi trong trường đại học tại Việt Nam Việt Nam mà các em được dạy là xứ sở của anh hùng độc lập, tự do, hạnh phúc. Một đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục đánh gục ba tên đế quốc đầu sỏ Pháp, Nhật và Mỹ. Cả thế giới nghiêng mình kính phục khi nghe nhắc đến hai chữ Việt Nam. Nói chung, ý thức của các em là bản sao của một bài hát tuyên truyền được lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm qua. Nhiều đến nỗi đã trở thành tự nhiên như một đặc tính bẩm sinh. Thành phố nơi tôi ở là thành phố đại học nên tôi có cơ hội gặp khá nhiều sinh viên từ trong nước sang. Trong những lần gặp gỡ đó, có khi tôi nghe một vài em nói về một bác hồ, anh minh và vĩ đại. Nghe các em đọc dâm bài thơ của Tố Hữu Chế Lan Viên đầy màu sắc máu hận thù Và cũng có khi nghe các em nói lên niềm hãnh diện về nước Việt Nam. Nơi đó, cái gì cũng vượt trên tầm thời đại. Bạn bè tôi, nhiều người cảm thấy khó chịu đứng dậy ra đi một số khác e ngại và từ đó tìm cách tránh xa nhưng tôi thì không tôi ngồi lại tôi ngồi lại và kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội để nói với em những điều em chưa hề được nghe cơ hội để mang các em về với thực tế đầy đau xót của đất nước về với cái chung của anh em chúng tôi đang bị chìm khuất phía sau đám mây đen vòng bảng tôi ở lại với các em vì tôi thật sự không tin những điều các em nói xuất phát từ trái tim trong sáng việt nam hay những bài thơ các em đọc xuất phát từ tâm hồn đầy ấp thi ca và nhân bản việt nam ý thức của các em khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng đảng cộng sản vẽ lên đó hình gì sẽ hiện lên hình đó chế độ độc tài sơn lên màu gì sẽ hiện ra màu đó trách nhiệm lương tâm và đạo đức của những ai còn nghĩ đến tương lai dân tộc không phải xé bỏ tờ giấy đó đi nhưng chỉ nên xóa đi màu đỏ của hận thù xóa bỏ bức hình độc tài trong tâm thức của các em nếu làm được như vậy tấm giấy kia vẫn sẽ là tấm giấy việt nam thay vì đẩy các em về phía bóng tối hãy giúp các em đi về phía ánh sáng của tình đồng bào tình đất nước tôi muốn nói với các em về một nước việt nam mà có thể các em chưa biết một việt nam đang bị bỏ rơi tận đằng sau đuôi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật không ngừng của nhân loại. Thế giới mà các em đang đối diện không phải là thế giới mà các em đã học ở trong nước. Sau năm 75, những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tự mãn với hào quang chiến thắng của họ đến nỗi trở nên cô lập với thế giới bên ngoài. Hậu quả của căn bệnh kiêu căng đầy hoang tưởng đó là một Việt Nam suy thoái về mọi phương diện. Tôi muốn nói với các em về những kẻ trước đây đã từng ca ngợi chế độ cộng sản việt nam như ngọn hải đăng thời đại những kẻ mơ sáng mai thức dậy biến thành người việt nam và họ là ai họ là đảng cộng sản liên xô thời chế độ này còn thoi thóp họ là đảng cộng sản trung hoa họ là những nhà văn nhà thơ chống chiến tranh và họ là lãnh tụ các phong trào phản chiến châu âu đảng cộng sản liên xô ca ngợi cộng sản việt nam bởi vì chiến tranh việt nam đã giúp làm chậm lại cuộc chạy đua vũ khí với Mỹ mà chính họ là Liên Xô đó đang dần dần kiệt quệ. Trung Cộng ca ngợi Cộng sản Việt Nam đơn giản vì nhân dân Việt Nam đã chết thay cho họ để bảo vệ biên giới phía Nam. Trong ly rượu champagne của các tên lái buôn chiến tranh đế quốc chúc tụng nhau ở nhân dân đại sảnh Bắc Kinh, ở Điện Kremlin có máu của đồng bào Việt Nam đổ xuống khắp ba miền. Trong tiếng cười rạng rỡ của các chủ tịch nhà nước, các tổng bí thư trong đêm liên hoan mừng chiến thắng, không phải chiến thắng của nhân dân Việt Nam, nhưng vì các mục tiêu riêng của họ đã đạt được, có nước mắt của hàng triệu bà mẹ Việt Nam khóc cho những đứa con của mẹ đã gởi xác ở Trường Sơn, Khe Sanh, Bình Long, Trị Thiên, An Lộc. Tôi muốn nói với các em, dân tộc chúng ta đã được gì sau cuộc chiến Việt Nam? Một thành quả của Đảng Cộng sản mà các em nghe hàng triệu lần là thống nhất dân tộc. Vâng, thống nhất dân tộc là một nhu cầu cần thiết, không một người Việt yêu nước nào không muốn dân tộc Việt Nam thống nhất, nhưng liệu cần thiết đến nỗi phải đổi bằng thân xác của hơn 3 triệu người, hủy diệt mầm sống của bao nhiêu triệu người còn lại trong suốt nửa thế kỷ qua và hậu quả xã hội sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Tại sao Đông Đức không chọn con đường võ lực? Tại sao Bắc Hàn sau cuộc thử lửa với Mỹ vào năm 1953 đã không tiếp tục chọn con đường võ lực? Nếu Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Cộng sản thực sự là những người yêu nước, họ ít nhất phải học ở Erich Honecker và Kim Nhật Thành. Dù độc ác bao nhiêu, cũng phải biết sợ hậu quả không thể đo lường được khi phải đương đầu với Mỹ. Một cường quốc mạnh nhất thế giới về khoa học kỹ thuật, kinh tế và quốc phòng. Nếu Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cộng sản miền Bắc thật sự là những người yêu nước, họ phải biết dừng lại ở hiệp định Geneva và chờ một cơ hội hòa bình, một giải pháp không đổ máu để thống nhất đất nước, thay vì thống nhất bằng xe tăng T54, bằng đại pháo, bằng trại tập trung, bằng nhà tù và sân bắn. Và tôi cũng muốn nói với các em một điều hệ trọng hơn tất cả những điều đã nói, rằng dù các em sinh ra ở Huế, Hà Nội hay Sài Gòn, ở San Diego, Santana, San Jose, Sydney, Victoria, Oslo, Berlin, Paris hay một nơi nào khác, em cũng nên hãnh diện để nói lớn rằng tôi là người Việt Nam. Định mệnh lịch sử khắc nghiệt đã đẩy các em vào nhiều hoàn cảnh khác nhau, điều kiện trưởng thành khác nhau, nhưng tôi tin rằng một ngày không xa tất cả những người con yêu của mẹ việt nam sẽ gặp lại nhau tại một điểm hẹn huy hoàng của lịch sử đó là ngày phục hưng dân tộc việt nam em đang ở đâu và đang làm gì hãy nỗ lực cho ngày đẹp trời đó của dân tộc những buồn đau chia cắt sẽ qua đi và một nước việt nam mới tự do dân chủ nhân bản khai phóng sẽ ra đời